Xin chào tất cả các bạn sĩ tử đang chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Chúng ta đang đi đến những chặng đường cuối cùng trong chương trình ôn thi năm nay cùng với báo Thanh niên và thầy Đức Anh vẫn đang ngồi ở đây để cùng đồng hành với các bạn trong chặng cuối này. Và thầy rất là vui, rất là hạnh phúc bởi vì chúng ta đã cùng theo chân nhau suốt một hành trình rất là dài. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sang chuyên đề số 9, chuyên đề có tên là lập trình cấu trúc một bài văn nghị luận văn học chuẩn điểm 10. Làm sao để có thể viết một bài văn nghị luận văn học đầy đủ hết tất cả các ý, đủ hay và đủ để để lại ấn tượng thật là sâu sắc trong lòng của giám khảo, cũng như là để có thể tạo ra một bài văn khác biệt so với rất nhiều những bài văn khác? thì rõ ràng chúng ta cần phải kiến tạo một bài văn làm sao để đạt được tất cả những yêu cầu đó. Thế thì ngày hôm nay thầy đang ngồi ở đây để chia sẻ với các bạn một cái chuyên đề được coi là vô cùng quan trọng và cái chuyên đề này thầy nhắc lại một lần nữa nó có tên là lập trình cấu trúc một bài văn nghị luận văn học chuẩn điểm 10. Hãy cùng theo chân thầy trong hành trình ngày hôm nay và các bạn hãy chuẩn bị À, giấy bút nè, sổ tay văn học nè, và đặc biệt là nếu có thể thì hãy chụp màn hình lại ở những cái ý rất là quan trọng, cũng như những chia sẻ thú vị của ngày hôm nay. Và trong cái uh, chuyên đề của ngày hôm nay, thầy sẽ cố gắng mang đến cho các bạn làm sao chuyên đề ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất, nhưng mà chắc chắn là ăn hiểm cao nhất. Thế thì chúng ta hãy cùng đi vào uh, cái uh, bài của ngày hôm nay, cái chuyên đề của ngày hôm nay. Fighting, fighting. Dục bạn tự tin.

Cái câu hỏi mà thầy vẫn thường nhận được ở tất cả các bạn đó là cái thời gian làm bài như thế nào là phù hợp. À, thì các bạn cũng biết là chúng ta có tổng cộng là 120 phút để hoàn thành cả câu đọc hiểu và câu nghị luận xã hội cũng như cả nghị luận văn học. Vậy thì cái thời gian để làm một cái bài nghị luận văn học của các bạn thì thầy dự tính và ước chừng nó vào khoảng là 70 cho đến 75 phút cho một bài nghị luận văn học cụ thể là chúng ta sẽ viết như thế nào thì các bạn ở nhà các bạn có thể giải thử một số các cái đề và các bạn sẽ giải thử các cái đề đó như thế nào thì cách nó sẽ căn cái thời gian cho nó phù hợp khi chúng ta căn cái thời gian nó phù hợp thì chúng ta sẽ có được một cái bài rất là là đầy đủ ý mà có một cái thực tế luôn là khi thầy đi chấm thi các bạn hay bị rơi vào một cái trường hợp đó là các bạn thường à, dành quá nhiều thời gian cho những phần đầu xong rồi đến những phần cuối thì các bạn lại không thể hoàn thành được à, cho nên các bạn viết kết bài rất là qua loa không có phần đánh giá nhận xét về nghệ thuật và đánh giá chung và có những bạn là còn không có phần kết bài vì chúng ta không đủ thời gian như vậy thì rõ ràng là việc chúng ta căn chỉnh thời gian nó đã không phù hợp, đúng không? Thế thì thầy nhắc lại với các bạn một lần nữa, chúng ta sẽ phải căn chỉnh thời gian. Làm sao để thời gian chúng ta làm bài cho bài nghị luận văn học là khoảng từ 70 cho đến 75 phút. À, nếu chúng ta tiết kiệm được thời gian ở phần nghị luận xã hội và nghị luận và phần đọc hiểu thì phần nghị luận văn học này chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn đó Thì cụ thể là trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ viết như thế nào à, thầy nghĩ các bạn nên dành 5 phút để trao chuốt phần mở bài À, và khi chúng ta viết một cái mở bài để có thể có được một cái mở bài hấp dẫn, đương nhiên chúng ta phải trau chuốt để có thể là chiếm được cái cảm tình từ phía giám khảo rồi đúng không nào? Thế thì chúng ta nên trau chuốt cho cái phần mở bài và chúng ta nên dành 5 phút để viết cái mở bài đó. Nếu như bạn nào chưa biết cách để viết mở bài cho các tác phẩm ngữ văn của lớp 12 thì các bạn có thể theo dõi cái chuyên đề phía trước à, chuyên đề trước cái chuyên đề này thầy có chia sẻ với các bạn à 10 cái à, mở bài rất là xịn sò để tất cả các bạn có thể uh, Theo đó mà làm mẫu để chúng ta có thể viết Hoặc là chúng ta có thể thêm bớt Hoặc chúng ta có thể sử dụng nó Trong quá trình chúng ta viết bài Và chúng ta nên dành một cái phần uh, Khái quát tác phẩm Khi chúng ta khái quát về tác giả Và khái quát về tác phẩm Thì chúng ta nên viết nó trong khoảng từ 2 cho đến 3 phút và phần được coi là quan trọng nhất Đó là phần các luận điểm về nội dung Thì thông thường trong một cái đề ra Thì nó sẽ có thể có từ 2, 3 cho đến 4 luận điểm về nội dung Do đó các bạn sẽ phải dành khoảng thời gian nhiều nhất Cũng là khoảng thời gian mà nó chiếm một cái dung lượng rất là lớn Đó là 50 phút trong phần này Ở phần nghệ thuật À trước khi mà chúng ta đi đến cái phần kết bài chúng ta bao giờ cũng phải viết cho thầy một đoạn về nghệ thuật. Thì cái đoạn chúng ta nhận xét về nghệ thuật này sẽ là 5 phút và một cái đoạn nữa trước khi kết bài các bạn đừng quên đó là đoạn đánh giá chung hoặc nếu mà đề yêu cầu các bạn nhận xét hoặc bình luận về một vấn đề gì đó, các bạn có thể dành 3 phút. Tuy nhiên thầy nghĩ là các bạn cần nhiều hơn, cho nên nếu như chúng ta tiết kiệm được thời gian ở những phần phía trước thì chúng ta sẽ viết cái phần đánh giá chung hoặc phần nhận xét hoặc phần bình luận này trong khoảng từ 10 đến 15 dòng trong một cái thời gian nhiều hơn mà thầy đề ra ở đây, đó là khoảng thời gian từ 3 cho đến 10 phút. Và đương nhiên, chúng ta luôn luôn phải có phần kết bài bởi vì chúng ta có điểm à, cho cái phần bố cục mở bài, thân bài và kết bài đầy đủ thì chúng ta mới đạt được cái điểm đó. Cho nên các bạn đừng quên viết kết bài, dù hôm đấy mà mưa to gió lớn hay là như thế nào hoặc là bất kỳ điều gì xảy ra thì chúng ta cũng phải cố gắng viết cho thầy một cái kết bài, đừng bao giờ quên điều này. Và cái kết bài thì chúng ta sẽ viết như thế nào trong vòng 5 phút chúng ta phải hoàn thành một kết bài có dư vị và để lại ấn tượng cho cho người chấm bài. Và người chấm bài muốn ấn tượng à muốn cái người chấm bài ấn tượng đối với cái bài của các bạn thì các bạn cũng đã được thầy giới thiệu một cái chuyên đề trước chuyên đề này, đó là 10 cái kết bài chất như nước cất và các bạn có thể theo dõi và mở lại cái video của ngày hôm trước. À sau khi chúng ta xác định với nhau về cái thời gian làm bài xong rồi thì chúng ta cũng cần trả lời cái câu hỏi một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn cũng thắc mắc với thầy và gửi về inbox trên facebook cá nhân của thầy và trên cái facebook đó thì thầy có nhận được cái câu hỏi đó là độ dài của một bài nghị luận văn học thì nó là khoảng bao nhiêu À, thì thầy phải nói luôn với tất cả các bạn như thế này là cái độ dài đó nó sẽ không có giới hạn cụ thể nào. Không thể nói với các bạn là các bạn phải viết 3 trang giấy, 4 trang giấy, một đôi giấy hay là 5 trang giấy thầy không thể nói được bởi vì nó còn tùy thuộc vào thứ nhất là cái sức viết của tất cả các bạn, tùy thuộc vào cái tốc độ viết của tất cả các bạn và tùy thuộc vào cái đề của năm đó dài hay ngắn. À, cho nên khó mà có thể định lượng được một cái dung lượng độ dài bao nhiêu là chính xác nhưng mà theo thầy thấy thì thông thường các bạn ấy thường là sẽ viết khoảng 4 mặt giấy à, trở lên thường là sẽ viết khoảng 4 mặt giấy trở lên và khi mà các bạn làm tất cả những cái vấn đề như vậy à, đưa vào trong bốn mặt giấy đó thì các bạn mới có xác suất đạt được cái điểm gì điểm cao được à, thường thì như vậy Tuy nhiên cũng có những bài mà chữ các bạn có thể nhỏ à, các bạn có thể viết ngắn hơn nhưng mà vẫn đủ ý thì giám khảo vẫn sẽ chấm đầy đủ cho các bạn thôi cho nên về cái dung lượng thì thầy khó có thể nói chính xác với tất cả các bạn được à, còn một cái câu hỏi nữa mà thầy cũng hay gặp phải lắm đó là thầy ơi có cần chèn các vấn đề lý luận vào trong bài hay không đúng không thế thì cái câu trả lời của thầy là như thế này chúng ta đang học văn và khi chúng ta đưa được các vấn đề lý luận vô thì đương nhiên là tốt rồi bài của chúng ta sẽ có màu sắc của một học sinh giỏi này bài của chúng ta sẽ có màu sắc của một học sinh chuyên văn này bài của chúng ta cũng sẽ có màu sắc có chất văn có độ sâu hơn đúng không thế nên thầy khuyên các bạn là chúng ta nên chọn trước ở nhà khoảng năm cái câu dẫn dắt bằng lý luận để cái bài của mình nó phong phú và có độ sâu đúng không thì cái này thực ra cũng không khó đâu các bạn có thể tìm thấy rất là nhiều những cái câu lý luận lát nữa thì thầy sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn một số cái câu mà thầy giới thiệu với các bạn tất nhiên đấy chỉ là những cái câu mẫu thôi các bạn hoàn toàn có thể chọn những cái câu khác các bạn nhé nào một cái câu hỏi nữa mà thầy cũng thường gặp được và mới đây thôi khi mà à, thầy à thầy thầy trước khi quay cái video này cho tất cả các bạn thì các học sinh trên lớp của thầy cũng có hỏi là có bắt buộc phải chia ý tách đoạn cái phần thân bài theo luận điểm hay không thì câu trả lời là có các bạn nhá thì câu trả lời là có bài viết của các bạn bắt buộc phải có luận điểm bởi vì bài mà không có luận điểm thì sẽ rất dễ bị giám khảo đánh giá là lan man dài dòng kể lể hoặc là diễn xuôi một cái câu thơ nào đó hoặc là cả bài đấy thì khi chúng ta viết là phải có luận điểm cái thứ hai là chúng ta tránh cái lối viết thân bài mà chỉ có một đoạn rất là dài từ đầu cho đến cuối. Cái kiểu đấy giống như một học sinh lớp 3 vậy, thầy không đồng ý với các bạn một chút nào. Và thầy mong là tất cả các bạn ở đây sẽ làm được điều này đó là chia tách cái bài của mình ra các luận điểm muốn vậy thì chúng ta viết nhé. À, chúng ta sẽ viết gác nháp ra, ở nháp chúng ta sẽ gạch ý ra, một ý, hai ý, ba ý, luận điểm 1 là gì, luận điểm 2 là gì, luận điểm 3 là gì, chúng ta phải có cái phần đó trước, tức là chúng ta có định hướng nó trước, đúng không? À, cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn cũng đang thắc mắc đó là dẫn chứng từ tác phẩm thì có cần bỏ trong ngoặc kép hay không? Thì thầy xin trả lời với tất cả các bạn như thế này ở cái câu nghị luận văn học, dẫn chứng mà chúng ta rút từ tác phẩm ra nếu chúng ta nhớ được nguyên văn thì chúng ta bỏ vào trong ngoặc kép còn nếu mà chúng ta không nhớ được nguyên văn thì chúng ta sẽ dẫn lại theo kiểu dẫn dẫn chứng gián tiếp thì lúc đó chúng ta không cần bỏ trong ngoặc kép tuy nhiên với cá nhân thầy nếu thầy là một người giám khảo khi mà chấm bài của tất cả các bạn thầy sẽ cảm thấy à, cái bạn nào mà trích được nguyên văn cái dẫn chứng trong ngoặc kép thầy sẽ thấy thầy sẽ đánh giá bạn đấy cao hơn thầy sẽ đánh giá bạn đấy cao hơn nên nếu đặc biệt là thơ thì các bạn bắt buộc phải thuộc nguyên văn rồi còn văn xuôi mà nó có những cái câu văn rất là dài thì các bạn sẽ phải cố gắng ghi nhớ dẫn chứng à, bởi vì việc chất trích dẫn dẫn chứng nguyên văn nó sẽ làm cho giám khảo tin rằng là bạn là người có học hành kỹ lưỡng tử tế nghiêm túc hơn những bạn khác và điều quan trọng hơn nữa là thầy cũng nghĩ rằng là nếu như đề thi mà nó có trích văn bản cho tất cả các bạn ở trong đề thi rồi thì quả là tốt quá bởi vì sao vậy chúng ta sẽ không phải nhớ dẫn chứng à, và chúng ta sẽ phải trích được nguyên văn chứ đúng không nào à, cho nên trong cái quá trình mà chúng ta trích ấy, thì chúng ta phải lưu ý cái điều này cho thầy à, và một cái câu hỏi nữa mà thầy cũng thường gặp phải cho các bạn à, khi các bạn gửi đến cho thầy đó là thầy ơi có cần phải mở rộng liên hệ so sánh với các tác phẩm bên ngoài hay không thì rõ ràng là các bạn cũng biết là giáo viên sẽ đọc và sẽ rất là thích những bài mà ngoài có ngoài cái việc mà chúng ta viết sâu thì chúng ta còn thể hiện được sự hiểu biết rộng của chúng ta vậy thì để bài viết của chúng ta có độ sâu và có luôn cả độ rộng thì tốt nhất là chúng ta nên liên hệ sơ lược với một số các câu thơ hoặc là một số các cái câu văn trong các cái tác phẩm khác. Điều này khi mà giám khảo đọc được cũng sẽ thấy thú vị phải không nào? Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó sẽ cho người giám khảo đó tin rằng à bạn là những người có đọc, có nghiên cứu và có ghi nhớ được cả những cái tác phẩm bên cạnh đó, bên bên ngoài tác phẩm đó thì rõ ràng là người ta sẽ đánh giá các bạn cao hơn nên các bạn nên chuẩn bị sẵn những cái câu thơ hoặc những cái câu văn hoặc những cái câu nhận định hoặc là những cái câu đánh giá của các nhà nghiên cứu của các nhà phê bình hoặc của các nhà thơ nhà văn khác về tác phẩm đó thì đương nhiên là cái bài của các bạn sẽ được đánh giá cao hơn nên hãy cố gắng ghi nhớ những điều này và thực ra thì trong cái quá trình mà các bạn làm bài thì thầy biết là nói thì nói như vậy thôi chúng ta cũng rất là khó lòng để mà có thể đáp ứng được tất cả những yếu tố như vậy à, trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi à, áp lực của thi cử rồi vấn đề tâm lý à, rồi vấn đề kể cả vấn đề sức khỏe hoặc là rất nhiều vấn đề khác nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình các bạn viết và đôi khi các bạn không thể thăng hoa được trong quá trình các bạn viết cái câu nghị luận văn học vậy thì chúng ta nên luyện tập trước ở nhà với một cái cấu trúc cụ thể với một cái cấu trúc cụ thể. Vậy thì ngày hôm nay thầy sẽ cùng các bạn kiến tạo một cái cấu trúc tối ưu. À thầy sẽ cùng với các bạn kiến tạo một cấu trúc tối ưu để viết cái bài văn nghị luận à, văn học. Thế thì cái cấu trúc thầy giới thiệu với các bạn ngày hôm nay nó là như thế nào? Thì đương nhiên rồi các bạn, một cái bài văn nghị luận văn học của các bạn đương nhiên phải gồm 3 phần đúng không? phần thứ nhất là phần mở bài phần thứ hai là phần thân bài và phần thứ gì thứ ba đó chính là phần kết bài và thầy muốn là các bạn luôn luôn phải có đủ ba phần phần mở bài phần thân bài phần kết bài và đầu xuôi này đuôi lọt nhưng mà cái thân ở giữa thì cũng đừng có èo uột quá đúng không? Chúng ta phải gì? Phải làm sao để cho cả ba phần để nó cân xứng, nó hài hòa, nó hay, nó đủ ý thì làm sao này các bạn này? Thầy sẽ cùng các bạn đi vào xây dựng một cái cấu trúc viết cụ thể cho từng phần đúng không? Đầu tiên là cái cấu trúc viết mở bài trước ha các bạn. Thì thầy muốn ở phần cấu trúc viết mở bài các bạn phải đảm bảo được cho thầy 5 điều sau đây, 5 điều sau đây thứ nhất là các bạn phải trích được cho thầy một vài câu thơ cùng đề tài đầu tiên ở phần mở bài là phải trích được một vài câu thơ cùng đề tài cái thứ hai là các bạn phải có cái phần dẫn dắt à các bạn phải có một cái phần dẫn dắt à, có thể là bằng văn hoặc một số câu lý luận rồi chúng ta phải có được tên của tác giả cái này rất là quan trọng tên của tác giả rồi có được tên của tác phẩm và đương nhiên cái phần mà các bạn hay quên nhất đó là phải chứa được cái đề cái đề người ta cho không phải là phân tích cả tác phẩm mà người ta chỉ cho phân tích một vấn đề một khía cạnh trong tác phẩm đấy thôi thế thì các bạn phải làm điều này đó là phải chứa đề ở trong cái mở bài thế thì cái câu mà thầy dẫn thường ở cuối cùng của cái mở bài đó nó sẽ là để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc là là cái đề mình chỉ cần điền cái đề vô thôi là được và lưu ý với thầy là nếu là thơ thì sau mở bài phải có dẫn thơ và nếu là thơ thì các bạn khi dẫn thơ các bạn cũng không cần phải dẫn hết toàn bộ cái đoạn thơ mà người ta yêu cầu các bạn phân tích cảm nhận mà các bạn chỉ cần dẫn cho thầy câu đầu sau rồi chấm 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 xong rồi câu cuối như vậy là ổn đúng không nào như vậy là ổn vậy thì hãy thử xem xem là thầy sẽ mở bài như thế nào đây thầy có một cái mở bài mẫu cho tất cả các bạn đây là cái mở bài à, cho cái tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của cố nhà văn đại tá quân đội nguyễn minh châu à, hãy xem thầy dẫn thơ này dẫn dắt này và gì và giới thiệu về cái vấn đề à giả sử như cái mở bài này thì thầy sẽ viết như sau nhẫn nại nuôi con suốt đời im lặng biết hy sinh nên chẳng nhiều lời bình minh nơi cửa sông làng thơi thuộc quỳnh lưu nghệ an nơi lưu giữ tuổi thơ im lặng của một nhà văn được mệnh danh là người mở đường tinh anh và tài năng của văn học việt nam thời kỳ đổi mới mặt nước lúc nào cũng thẫm bạc Nơi đây hơn 90 năm về trước, có một người con bé nhỏ của làng thơi đã chào đời, lớn lên, cầm súng và cầm bút. Dấu chân của người con làng biển ấy đã in nhiều nơi để có được những miền cháy. Dấu chân người lính, người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, mảnh trăng cuối rừng và cả một chiếc thuyền ngoài xa người con làng thơi ấy chính là nhà văn đại tá quân đội nguyễn minh châu người kế tục xuất sắc những bậc thầy văn xuôi việt nam hiện đại người đã đi qua cuộc đời và còn để lại một câu chuyện đầy day dứt về một người đàn bà hàng trài và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc chính là hình ảnh người đàn bà hàng trài đó thế thì khi các bạn mở bài như vậy chúng ta thấy thầy có giới thiệu à, thầy có dẫn thơ này thầy có dẫn dắt này thầy có gọi tên được tác giả này thầy có gọi tên được tác phẩm này thầy có gọi tên là để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc là cái đề mà người ta cho này đúng không như vậy thì cái mở bài đó được coi là một mở bài ấn tượng rồi có đúng không chúng ta có thể à, từ đó rút ra cho thầy một cái cấu trúc vậy thầy xin giới thiệu với các bạn một cấu trúc mở bài, cụ thể là một cách mở bài đơn giản mà có thể dùng được cho rất nhiều các tác phẩm chẳng hạn, ví dụ như cái mở bài này. Âm nhạc là một phương tiện kỳ diệu xoa dịu mọi trái tim thương tổn, còn văn chương sẽ nâng đỡ chúng ta vững bước trên vạn dặm hành trình. Nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven đã dừng chân tại kiếp sống này và để lại cho đời bản sonat ánh trăng, bản giao hưởng định mệnh nhà văn ban giác trước khi về với đất mẹ đã kịp ghi dấu chân mình trên cuộc đời này bằng tác phẩm tấn trò đời họa sĩ chứ danh leonardo da vinci trước khi rời xa cuộc đời đã kịp để lại nụ cười bí ẩn của nàng mona lisa rồi một ngày kia, dòng sông năm tháng có thể sẽ phôi pha, thế nhưng giữa dòng chảy nghiệt ngã ấy vẫn còn lại tác phẩm gì đó của tác giả gì đó đi xuyên qua trái tim người đọc, để lại một lẽ sống cao cả của tâm hồn, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc là là cái đề người ta cho. Các bạn có thể dẫn vào trong bài của mình như vậy. Và như vậy thì các bạn đã có một cái mở bài mà có thể áp dụng cho rất nhiều các tác phẩm khác nhau đúng không rất nhiều các tác phẩm khác nhau tuy nhiên thì đây vẫn không phải là một cái mở bài được coi là tối ưu chỉ là một cái có thể sơ cua cho tất cả các bạn lỡ như chúng ta gặp một cái bài nào đó bí quá chúng ta thay vì phải mở bài quen thuộc kiểu là quen thuộc đến mức mà thầy mỗi lần nhìn vào đấy cảm thấy giống như là mình đang xây sẩm mặt mày giống như ngộ độc văn chương vậy cái kiểu mở bài quen thuộc mà đọc rất là ngán ngẩm một nghìn bài như một nghìn bài trong kho tàng văn học việt nam cái kiểu mà mở đầu như vậy nó thường rất là không hấp dẫn hay là cái mở bài kiểu như giới thiệu nhà văn nào đó sinh năm bao nhiêu đó mất năm bao nhiêu đó ông là một nhà văn lớn và có rất nhiều tác phẩm và trong đó thì có tác phẩm mà em đang phân tích thế thì cái kiểu mở bài nào nó không hấp dẫn Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong hai trường đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế 4 sao của tổ chức Quyết Star Anh Quốc. Chúng tôi tự hào là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam ký cam kết việc làm với sinh viên dựa trên liên minh chiến lược với hàng nghìn đối tác chiến lược và viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại năm khối ngành. Năm 2021, trường đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến xét tuyển đại học theo năm phương thức xét tuyển bao gồm xét kết quả thi trung học phổ thông, xét tuyển học bạ trung học phổ thông dựa trên một trong ba tiêu chí Tổ hợp xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0, hoặc tổng điểm trung bình năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 18 điểm. Thi Đi tuyển đầu vào do trường đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và theo diện cử tuyển. chúng ta sẽ sử dụng một cái mở bài khác thì cái cấu trúc này có thể giúp các bạn à gỡ rối trong cái giai đoạn đấy à, nếu như chúng ta không biết phải viết một cái mở bài thế nào cho hấp dẫn nào bây giờ thì hãy cùng đi sang phần thân bài xem là ở phần thân bài thì chúng ta sẽ phải viết như thế nào thì thầy khuyên các bạn là ít nhất trong phần thân bài của các bạn cũng phải có 6 đoạn chúng chúng ta cũng phải có 6 đoạn các bạn nha phải có được 6 đoạn Thế thì 6 đoạn đó là 6 đoạn nào? Thường thì 6 đoạn này là 6 đoạn bắt buộc. Ngoài ra thì các bạn có thể khai thác nhiều hơn. Ví dụ như luận điểm về nội dung của bạn mà có nhiều thì các bạn có thể nhiều hơn 6 đoạn. Cho nên thầy dùng là 6 đoạn trở lên. Đúng không? Đoạn số 1 là đoạn bắt buộc. Chúng ta phải viết đoạn khái quát. Đó, đoạn số 1 là đoạn khái quát Đoạn số 2 chúng ta bắt đầu xây dựng luận điểm về nội dung Và viết một đoạn về nội dung của cái vấn đề mà người ta cho mình nghị luận Đoạn số 3 là chúng ta tiếp tục khai thác luận điểm tiếp theo về nội dung và đoạn số 4 chúng ta cũng tiếp tục khai thác luận điểm tiếp theo về nội dung và nếu như còn một luận điểm về nội dung nữa chúng ta có thể khai thác đoạn tiếp theo nữa. Đoạn số 5 là chúng ta sẽ khai thác một đoạn về nghệ thuật và đoạn số 6 là chúng ta sẽ đánh giá chung À, chúng ta sẽ đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật luôn, về nội dung và nghệ thuật luôn. Vậy thì với cái cấu trúc mà gồm có 6 đoạn như vậy thì thầy sẽ xây dựng cấu trúc cụ thể cho từng đoạn cho các bạn luôn. Nào, không chần chừ gì, chúng ta đi thẳng luôn vào đoạn số 1 cho thầy. Ở cái đoạn văn số 1 thì thầy gọi cái tên luôn nhé các bạn, đó là đoạn khái quát. Thì các bạn cần phải làm được cho thầy điều này, chúng ta phải có tổng cộng là 6 ý. 6 ý. Thứ nhất là chúng ta phải có dẫn dắt. À chúng ta có thể trích một cái vấn đề gì đó dẫn dắt vào cho nó hay, sau đó chúng ta sẽ giới thiệu về tác giả. À, một vài điều về phong cách tác giả thôi là được Rồi chúng ta giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác Ít nhất thì cũng phải nhớ được cho thầy là cái năm Hoặc là các bạn phải nhớ thêm được là nó được viết ở nơi nào Tức là địa điểm Đúng không? Rồi chúng ta cũng chú ý xuất xứ của tác phẩm là nó được rút từ tập nào Hoặc in trên tờ báo nào Rồi nếu là thơ thì các bạn phải thêm chủ đề Nếu là chuyện thì các bạn phải có tóm tắt Nhưng mà thầy khuyên các bạn là chúng ta chỉ nên tóm tắt ngắn gọn Trong khoảng 3 đến 5 dòng thôi Chúng ta không thể tóm tắt dài được và điều mà các bạn hay quên thầy lưu ý với tất cả các bạn đó là chúng ta phải làm được điều này đó là phải nói được vị trí của cái đoạn trích trong đề bài nó nằm ở đầu này nó nằm ở cuối tác phẩm này hay nó nằm ở giữa tác phẩm đúng không chúng ta phải giới thiệu được cái vị trí đó Thế thì nếu mà chúng ta xây dựng như vậy thì chúng ta phải dẫn dắt nó sao cho hay thì thầy có một vài cái câu dẫn dắt ở phía trước để cho cái bài của chúng ta nó nó trơn tru nó hay hơn đúng không? Nào, khi tác phẩm kết thúc ấy mới là lúc cuộc sống của nó thực sự bắt đầu. Để làm ra được một tác phẩm cho đời, nhà văn hay nhà thơ cũng phải như con ong chăm chỉ, một giọt mật cho đời là từ vạn chuyến ong bay như nhận xét của nhà thơ chế Lan Viên. Gian khổ là vậy, khó nhọc là vậy, có khi có cả sự quằn quại đau đớn của cảm xúc thì người nghệ sĩ mới có thể làm ra một tác phẩm cho đời. Và tôi tin, cái tác phẩm gì đó mình điền tên vào, đứa con tinh thần của nhà văn hoặc nhà thơ nào đó mình điền tên nhà văn hoặc nhà thơ vào cũng được hình thành từ một quá trình lao động và sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc như vậy. Nghiêm túc như vậy. Đúng không xong rồi chúng ta giới thiệu về tác giả xong rồi chúng ta giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác Về xuất xứ tác phẩm về chủ đề về vị trí của đoạn trích về vị trí của đoạn trích à, giả sử như à giả sử như chúng ta có thể giới thiệu cái bài à, à, của nhà thơ Xuân Quỳnh bài sóng chẳng hạn khi một tác phẩm kết thúc thì thầy có thể mở đầu như thế này. Các bạn nghe thầy, thầy làm mẫu nhé. Khi một tác phẩm kết thúc ấy mới là lúc cuộc sống thực sự của nó bắt đầu. Để làm ra được một tác phẩm cho đời thì nhà thơ phải như con ong chăm chỉ, một giọt mật cho đời là từ vạn chuyến ong bay như nhận xét của chế Lan Viên. Gian khổ là vậy, khó nhọc là vậy. À, có thể có khi có cả sự quằn quại đau đớn của cảm xúc người nghệ sĩ mới làm ra được một tác phẩm cho đời và tôi tin thi phẩm sóng đứa con tinh thần của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh cũng được hình thành từ một quá trình lao động và sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc như vậy thi phẩm được viết vào năm 1967 tại bãi biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình thi phẩm được in trong tập Hoa dọc chiến hào và Thi phẩm này là một trong những thi phẩm tiêu biểu về đề tài tình yêu của thời kháng chiến chống Mỹ và đoạn thơ được trích trong đề thi nằm ở vị trí số 1 và số 2 của à, của tác phẩm. Và nữ thi sĩ Xuân Quỳnh à, khi mang đến thi phẩm này cũng như nhiều thi phẩm khác được mệnh danh là nữ hoàng thi ca tình yêu là người đã mang đến cho thi đàn Việt Nam một cái giọng thơ tình vừa hồn hậu, vừa nữ tính, vừa đắm say đó khi các bạn giới thiệu cái đoạn khái quát đầy đủ hết tất cả như vậy giáo viên đọc vô là mê liền và các bạn sẽ cảm thấy là à, bài của mình rất là tự tin để bước vào đủ hay đủ hấp dẫn với tất cả mọi người à, như vậy chúng ta đã xong cái đoạn khái quát vậy thì ở phần thân bài cái đoạn số 2 là chúng ta khai thác cái luận điểm về nội dung chúng ta sẽ khai thác cái luận điểm về nội dung. Cái luận điểm về nội dung thì các bạn phải bình sâu về từ ngữ này, về chi tiết này, về hình ảnh này, về hành động này, về lời nói này, về việc các biện pháp tu từ này, vân vân thì cái phần đấy các bạn đã được thầy cô các bạn hướng dẫn ở trên lớp tìm hiểu rồi. Bây giờ các bạn sẽ đem nó vô đây các bạn viết. À trong quá trình các bạn viết thì đừng quên liên hệ so sánh mở rộng với tác phẩm khác như thầy có nhắc. À chúng ta phải có mở rộng so sánh liên hệ với các tác phẩm khác. Sau đó thì chúng ta sẽ dẫn dắt ở cái phần chốt ý. Chúng ta sẽ phải dẫn dắt ở cái phần chốt ý. Ví dụ như là à cái phần dẫn dắt thầy có thể dẫn dắt bằng một vài cái câu như thế này cho nó hay nè. À, trong truyền thuyết nếu cá chép muốn hóa rồng thì phải rút đi toàn bộ lớp vảy cá và vây cá trên người mình mới có thể hóa thành kim long vút bay lên trời cao người ai cập tin rằng có một loài chim nọ cũng phải tự đốt cháy mình trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa mới có thể hóa thành phượng hoàng cao quý làm tổ trên cây ngô đồng trước hoàng thành uy nghi bằng những nhành quế thơm và tôi luôn tin rằng câu chữ của tác giả nào đó trong tác phẩm gì đó cũng sẽ à, tạo thành những điều sâu thẳm mà người đọc nào cũng khắc cốt ghi tâm và điều khắc mà điều mà ngày hôm nay chúng ta phải ghi nhớ khi mà chúng ta đọc những vần thơ này hoặc đọc những dòng văn này của tác giả đó là là cái gì bạn điền một cái ý gì đó về nội dung vào đó mà các bạn vừa phân tích là chúng ta có thể chốt ý được. Như vậy thì các bạn đã có thể làm được một cái mở bài à, xin lỗi một cái phần phân tích luận điểm về nội dung à, nó đủ hay và nó có cả những cái vấn đề lý luận vô à, hoặc là dẫn dắt vô cho nó thú vị đúng không? Đó. Rồi, chúng ta có thể chú ý cho thầy là cái luận điểm số 3 về nội dung. À, cái luận điểm số 3 thì cái đoạn số 3 cũng là một cái luận điểm về nội dung thì chúng ta cũng tương tự như cái đoạn số 2 đúng không? Chúng ta cũng phải bình sâu về từ ngữ, về chi tiết, về ngành, về lời nói, về các biện pháp tu từ, vân vân. Chúng ta cũng phải mở rộng liên hệ so sánh với tác phẩm khác sau khi chúng ta rồi làm xong hết tất cả những phần đấy rồi thì chúng ta có thể dẫn dắt chốt ý lần này thì các bạn có thể chốt ý như thế này, thầy có thể giới thiệu với các bạn một cái mẫu như thế này. Holmes, cha đẻ của thi ca Hy Lạp cổ đại sau khi tạo ra hai thiên sử thi vĩ đại là Iliad và Odyssey đã nói Một mũi tên và một ngòi bút đều có thể đâm xuyên qua trái tim của con người Mũi tên làm tim ta rỉ máu, còn ngòi bút làm tim ta rộng mở Và ngày hôm nay khi ngòi bút của nhà văn hoặc nhà thơ nào đó, đó mang đến cho chúng ta tác phẩm gì đó Thì nó đã để lại nơi trái tim của người đọc điều gì Các bạn có thể dẫn một cái phần nội dung vào đấy Thêm thắp vô là chúng ta có thể chốt được cái ý cho cái đoạn mà các bạn vừa phân tích Được không? Như vậy nó cũng tương đối dễ mà, phải không nào? Ở cái đoạn số 4 thì thầy cũng tương tự như vậy Chúng ta vẫn là đoạn à, khai thác về nội dung đúng không nào? Chúng ta cũng sẽ bình sâu về từ ngữ, về chi tiết, về hình ảnh, về hành động, về lời nói cũng có mở rộng liên hệ so sánh với tác phẩm khác. Và sau khi các bạn làm điều này rồi thì các bạn lại một lần nữa chốt ý. Và lần này thì các bạn chốt ý bằng cách là chúng ta dẫn ra cái ý kiến của Haruki Murakami, đúng không? Đây là một văn sĩ người Nhật thì chúng ta có thể dẫn dắt chốt ý như thế này. Haruki Murakami, một văn sĩ người Nhật, cha đẻ của cuốn sách được tìm đọc nhiều nhất thế kỷ 20 rừng Na Uy đã chia sẻ rằng là con người chúng ta có thể lấy ký ức làm nhiên liệu để mà sống. Vì thế, những thương nhớ trong tâm hồn của người nghệ sĩ khi dư đầy cũng sẽ hóa thành thi ca, thành văn chương. Đọc cái tác phẩm gì đó của tác giả nào đó thì chúng ta thấy lòng như thế nào? à Thì chúng ta có thể chốt một cái ý như vậy vào trong cái phần mà các bạn vừa phân tích hoặc là chúng ta cảm thấy lòng mình à, cảm thấy nó nó đầy hơn nó đầy ắp những cái cảm xúc vì chúng ta nhận ra cái điều gì tức là cái nội dung ở chúng ta vừa mới phân tích ấy, chúng ta sẽ chốt nó vào đó như vậy thì nó sẽ hay hơn đúng không à, nó sẽ hay hơn có rất là nhiều cái để chúng ta có thể khai thác được đúng không nào bây giờ thì chúng ta có thể theo dõi thêm nè à, ở cái đoạn số 5 trong phần thân bài thì chúng ta sẽ phải khai thác một đoạn về nghệ thuật thì để khai thác một đoạn về nghệ thuật thì thầy muốn dẫn dắt trước, sau đó thầy sẽ mới bắt đầu nhận xét. Thì cái phần dẫn dắt nó hơi dài một chút các bạn có thể tự tham khảo hoặc là thêm bớt đúng không? Thầy có thể dẫn dắt như sau. Người ta thường nói kiến trúc là vũ khúc của đá, vũ đạo là âm nhạc của cơ thể, âm nhạc là kiến trúc của âm thanh còn hội họa thì là khúc biến tấu của màu sắc. Và một tác phẩm văn chương thì nó là một công trình nghệ thuật của cảm xúc và ngôn từ còn nhà văn nhà thơ theo cách nói của nguyễn ngọc tư trong sỏi đá buồn tênh là người vẫn còn mang vết thương đã lại đi chữa lành vết thương cho người khác và có một bàn yến tiệc của cảm xúc và ngôn từ rất là thịnh soạn nhưng mà cũng đầy dư vị được nhà văn hoặc nhà thơ nào đó điền một cái câu hay về tác giả vào đấy dọn sẵn trên trang sách chờ người đọc thưởng thức với tất cả say mê đó là cái tác phẩm gì đó bạn điền tên vào. Tác phẩm đó ra đời từ một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc của trí tuệ và trái tim. À, sau đó các bạn bắt đầu nhận xét về thể thơ này, các bạn nhận xét về nhịp thơ này, về giọng điệu này, về các biện pháp tu từ này, hoặc là nếu là văn xuôi thì các bạn nhận xét về tình huống chuyện này, về cốt truyện này, về ngôn ngữ này, đúng không? Về hình ảnh này, về nghệ thuật trần thuật này, về nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật này, vân vân. Các bạn có thể nhận xét về những cái điều đó. Và chúng ta đã có một đoạn đánh giá về nghệ thuật Và nó có thang điểm đàng hoàng Cho phần này nên các bạn đừng có quên Cái đoạn văn này Được không? Đó Thì khi chúng ta đánh giá chúng ta có dẫn dắt như vậy Chúng ta sẽ có được cái sự hấp dẫn Và người giám khảo đọc cũng sẽ thấy thú vị hơn Đúng không? Nào bây giờ thì Chúng ta hãy đi sang cái đoạn số à, à, Số 6 Trước khi mà đi sang cái phần kết bài Thì lẽ ra nó phải có một đoạn số 6 đúng không? Thì cái đoạn số 6 là cái đoạn Mà chúng ta đánh giá lại về nghệ thuật và về nội dung thì thầy nghĩ là các bạn vừa mới đi qua năm đoạn đó rồi các bạn có thể tự đánh giá được à, tự đánh giá được nhưng mà trước khi mà đi sang cái phần kết bài thì các bạn buộc phải có một cái đoạn đánh giá về nội dung và về nghệ thuật còn nếu đề nó yêu cầu các bạn nhận xét Ví dụ nhận xét về giá trị nhân đạo này Nhận xét về chất thơ trong chuyện ngắn vợ chồng A Phủ này Hoặc là nhận xét về à, về Phong cách viết bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường Hoặc là phong cách tùy bút của Nguyễn Tuân Hoặc là quan niệm tình yêu của Xuân Quỳnh Vân vân Thì cái phần nhận xét đó các bạn nên viết cụ thể Bằng cách là đưa ra được những từ khóa quan trọng Và viết cho thầy trong khoảng 10 dòng à, Nhận xét thì viết trong khoảng 10 đến 15 dòng Thì sau đó các bạn tức là nó sau cái đoạn nghệ thuật sẽ có một cái đoạn gọi là đoạn nhận xét, sau đó thì các bạn bắt đầu viết đoạn kết bài, đúng không? Nhớ đừng quên cái phần nhận xét trước khi chuyển sang phần kết bài thì phải có phần nhận xét. Phần nhận xét hoặc phần bình luận này là thường là đánh giá về nội dung và nghệ thuật. Còn nếu đề yêu cầu là gì là nhận xét về vấn đề gì đó thì các bạn phải nhận xét theo yêu cầu từ 10 đến 15 dòng, sau đó chúng ta kết bài. Kết bài sao cho hay cho đủ ý thì đầu tiên là phải đánh giá sơ lược lại nội dung và nghệ thuật, sau đó chốt cái đề cái đề là cái gì phải dẫn lại vào đấy Sau đó dẫn được cho thầy một vài câu thơ về tác giả hoặc tác phẩm tương đồng về nội dung Nhớ là phải tương đồng về nội dung Hoặc là dẫn một vài câu thơ về tác giả chẳng hạn Đây, thầy có một cái mẫu cho tất cả các bạn là cái kết bài nó có thể như thế này Ví dụ thầy kết bài cho tác phẩm Vợ chồng Á Phủ của nhà văn Tô Hoài Hãy xem thầy dẫn dắt và thầy có dẫn thơ ở phía dưới nè Và thầy có chốt vấn đề này Giả sử như là phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mỹ Đúng không? Thì cái đề nó là như vậy đúng không? Thế thì thầy sẽ kết như sau. Vậy là chỉ sau một chuyến vượt rừng, với sự nhạy cảm và tình yêu mãnh liệt đối với vùng đất Tây Bắc, Tô Hoài đã kịp khắc họa vẻ đẹp tinh khôi của cô gái xinh đẹp như đóa hoa ban của núi rừng, đó là Mỹ. Cô gái ấy đã đi từ bóng tối đến ánh sáng, từ khổ đau đến hạnh phúc, từ thung lũng đau thương đến cánh đồng vui. Dẫu có lúc Mỹ sống trong nước mắt, nhưng chính trong đau thương ấy cây đời vẫn mãi mãi xanh tươi sự sống vẫn bất diệt như mùa xuân vẫn sẽ trở về trên những triền núi cao tây bắc bất chấp gió và rét rất dữ dội sông tô một thoáng mây mờ phủ hoài lặng tiếng vẫn chờ đợi ai chuyện tây bắc mãi nguôi ngoai vợ chồng a phủ nhớ ai bên trời đó, khi mà thầy dẫn như vậy các bạn thấy không? Thầy có chốt được vấn đề này, thầy có nói được gì, thầy có dẫn được câu thơ ở phía dưới nữa, nó sẽ thú vị. Câu thơ này là câu thơ về nhà văn Tô Hoài và về tác phẩm Vợ chồng Á Phủ luôn. Tìm được những câu thơ như vậy để kết bài. Và đây, thầy có giới thiệu với các bạn một cái cách kết bài có thể được dùng được cho rất là nhiều các tác phẩm sơ cua trong trường hợp mà mình không không có đủ thời gian để suy nghĩ nữa thì mình có thể dùng cái này đúng không? Hơi dài một chút nhưng mà chúng ta có thể viết trong vòng 5 phút đấy các bạn. À, thơ là thánh ca của trái tim, là chạm dừng chân của tinh thần, của tâm hồn, là sợi dây giao cảm kết nối những tâm hồn đồng điệu còn văn chương tồn tại để thực thi sứ mệnh giúp nhân loại nhìn thấy được những dạng đông sáng ngời ẩn giấu nơi ngõ ngách nào đó của cõi trần thế này. Âm điệu của văn chương chính là hợp sướng của dàn đồng ca nhiệm màu về tình yêu thương, chạm khẽ ngưỡng đến ngưỡng rung động vĩnh hằng là tiếng hát ngân vang của trái tim. Là nơi dừng chân của tâm hồn, là nơi người nghệ sĩ gửi gắm những bồi hồi sao xuyến của một linh hồn đa cảm trước cuộc đời. Thông điệp trong văn chương hoặc của thi ca cũng như gió xuân, cũng như gió ngày xuân, như nắng hạ sang, như trận mưa cuối thu, như hoa tuyết giữa trời đông. Ta dùng đôi mắt này để nhìn, ta dùng trái tim này để cảm. Từ ấy, người thường văn thơ bất chợt tìm thấy những ngọn lửa nhóm lên từ trang sách của nhà văn hoặc nhà thơ nào đó ngọn lửa bất diệt ấy là cái nội dung gì đó mà các bạn vừa phân tích hoặc là một cái thông điệp gì đó mà các bạn vừa rút ra những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ xin lỗi những trang sách đi suốt đời vẫn nhớ như những đám mây ngũ sắc ngủ trên đầu đó à, các bạn có thể dẫn ra như vậy để chúng ta kết bài như vậy thì còn gì lo lắng nữa đâu đúng không chúng ta hoàn toàn có thể uh, viết được một cái bài đủ hấp dẫn cho bài nghị luận văn học đúng không và khi chúng ta khai thác cái bài nghị luận văn học thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng thầy lập trình được cái cấu trúc cái bài văn nghị luận văn học chuẩn điểm 10 rồi. Và thầy hy vọng là khi các bạn bước vào kỳ thi, hãy mạnh mẽ hãy tự tin như là một chiến binh tiến thẳng về phía trước và chúng ta không còn gì phải sợ hãi nữa. Hãy viết bài thật tự tin lên và thầy hy vọng là chuyên đề ngày hôm nay đã chia sẻ được cho các bạn và tiếp sức cho các bạn được ít nhiều. Và chuyên đề ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên đề lần sau. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường đại học quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực, những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng tiếp thêm sự tự tin chúng tôi được học cách học cách nghĩ và cách sống một môi trường lý tưởng để sáng tạo để trải nghiệm để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay hiện đại năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc đó là triết lý giáo dục mà đại học quốc tế sài gòn siu luôn hướng đến đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học